Ngài có một bài kệ rất là hay: hàng năm hoa mai nở, hãy chẻ gốc mai già, hoa mai đâu chẳng thấy, lý ấy rõ chánh tà. Hàng năm cái cây hoa mai nó nở ấy, thì đừng có nhìn cành hoa mai, đừng có nhìn cái hình thức bên ngoài, đừng có chạy theo bên ngoài, mà phải chẻ cái gốc mai già. Tức là mình mổ xẻ cái tâm hồn mình, cái nhân cách của mình soi xét cái lỗi của mình nhìn lại cái bản thân mình, xem mình nó thiện hay nó ác. Soi xét lại cái tâm mình, soi xét lại lời nói, việc làm, hành động, soi xét lại cái tâm hồn của mình là nó thiện hay nó ác, thì mình mới biết được mình là chánh hay là tà. Chứ còn cái bông mai ấy, nó chỉ là bông hoa mai sớm nở tối tàn, hoa hòe hoa sói bên ngoài thôi. Cho nên tu cái hình thức ấy, mặc quần áo ấy, tu hình thức bên ngoài nó chỉ là cái bề ngoài, nhưng cái tâm hồn bên trong này, này là thiện hay là ác thì nó mới là cái lý, mình mới là chánh hay là tà. Nó ở mình phải trẻ mình ra, xẻ mổ xẻ cái tâm hồn mình ra, xem xét cái lỗi của mình có lỗi hay không có lỗi, có tội hay không có tội, để mình sửa đổi bản thân mình. Thì đấy gọi là sửa đổi cái tâm, cái tính của mình, thì gọi là chẻ gốc mai già, hoa mai đâu chẳng thấy, cái hình thức bề ngoài nó chả nghĩa lý gì, nhưng lý ấy rõ chánh tà. Khi quay vào bên trong, chúng ta soi xét chính bản thân mình, soi xét rèn luyện chính lời nói, việc làm, hành động của mình, kiềm chế bản thân mình và gì, nhẫn nhục tu trì, thì chúng ta sẽ lấy thấy được đâu chánh đâu tà. Chánh tà là do mình là chánh mà mình cũng là tà. Nếu thiện thì mình là chánh, ác thì mình sẽ là tà. Mình tâm thiện thì mình sẽ là thật, tu thật. Còn mình tâm ác thì mình sẽ là tu giả, chứ không ở cái hình thức. Ngay đây là kinh Phật dạy cơ mà. Cho nên mấy cái ông chẳng hiểu biết gì Phật giáo cả, nói nhảm ấy. Cho nên nói nhảm, nói mê. Chúng ta phải hiểu rèn bản thân chúng ta. Mỗi khi tranh chấp cái gì, chúng ta quay vào nhắc, quay vào tâm chúng ta nhắc, chúng ta hãy học ông Phật, chúng ta hãy học cái đức hạnh từ bi của Phật. Chúng ta sẽ không tranh chấp, chúng ta sẽ không thù hận. À, mình nhắc mình đấy, ta sẽ học ông Phật, ta sẽ phải giống ông Phật. Đấy gọi là pháp niệm Phật, chứ không phải niệm Phật niệm cái tên suông đâu. Mình học cái điều nhân nghĩa, ví dụ như Đức Phật đấy, mình nghe câu chuyện về Phật ngày xưa, ông Phật đấy mà ông là bậc bậc quý nhân, tức là cái giới thượng lưu ở trong xã hội, mà Đức Phật là giới trong vua quan ngày xưa đấy, mà hàng tiện dân là bị khinh bỉ nhất trong xã hội. Ngày xưa cái giới đấy, cái giới mà như Đức Phật đấy, cái hàng xuất thân như Đức Phật mà nói chuyện với lại mà cầm tay tiện dân ấy, tiện dân là những cái người nô lệ, những cái người nghèo khổ trong xã hội, không có dòng dõi tôn quý, mà là dân họ, là người bọn Bà La Môn nó khinh bỉ. Vậy mà khi đi qua khất thực qua, mà ông Phật ông nhìn thấy một bà cụ nghèo ngồi ven đường, lại phục xuống, ông ấy cầm hai tay ông ấy nâng đỡ đứng dậy. Ông ấy nói rằng cái người này ấy, bà cụ này thì cũng như cha mẹ ta, bây già thế rồi. Ông ấy cầm đỡ tay ông, đỡ ngựa ông Ni Đề là ông Cánh Phân đứng dậy. Ông cho rửa, tắm rửa sạch sẽ, đắp y áo đi theo ông ấy, sau này ngài Ni Đề đấy chứng quả A-la-hán. Nhân nghĩa mà, thì mình cũng phải học ông ấy như thế, học ông Phật thế. Thấy người ta nghèo hèn mình không có khinh người ta, thấy người ta nghèo khổ mình không có khinh người ta, mình phải có tình thương người như thế, thương đa hướng như thế, ai mình cũng thương. Thế là có nghĩa là mình mà suy nghĩ được như vậy, mình mà nhắc mình như vậy, chính là mình đang niệm Phật đó. Niệm ở đây là tâm niệm, để học theo, sống theo, làm theo Như Lai.
Bây giờ họ lấy mất của mình vài đồng bạc, mình đứng mình chửi, mình kiện cáo họ lên, thế là mình niệm quỷ. Họ lấy mất của mình vài đồng bạc, mình lôi họ ra rồi mình đánh đập họ, rồi mình chửi với họ, mình đánh đập họ, mình kiện tụng họ, mình không thương họ, không nghĩ đến cái điều là mình muốn hạnh phúc thì mình người ta cũng muốn hạnh phúc. Ai trên đời này chẳng mong muốn hạnh phúc, ai chẳng mong muốn điều bình yên, nên mình họ đã trót làm khổ mình rồi, nhưng mà mình nói gì thì nói, mình có thể nhắc nhở, nhưng mình cũng không nên làm khổ họ trở lại, bởi vì họ thù mình rồi mình lại trở lại thù họ nữa thì cái khổ này không bao giờ chấm dứt được. Cho nên mình mà niệm như vậy là mình niệm quỷ chứ niệm Phật đâu. Cho nên chúng ta sống làm sao, thầy Pháp Lưu chỉ hy vọng, thầy Pháp Lưu chỉ hy vọng rằng mình là một người thầy giáo áo vải nơi thôn quê, bình dị như bao nhiêu con người, nhưng mà chỉ muốn giúp đỡ các cái vị tôn đức, những cái vị quý tăng quý ni, để giúp đỡ các vị ấy được tu hành, thì cũng chỉ muốn giúp đỡ những cư sĩ sống lành, giúp đỡ những bà con xung quanh dân chúng được yên vui. Mình chỉ muốn làm một cái điều gì đó thật là có ý nghĩa cho cuộc đời này, để mình không uổng phí kiếp người thôi. Dù sao cũng chỉ sinh ra một kiếp làm người này, dù sao cả cuộc đời cũng chỉ là một kiếp ngắn ngủi. Mình sống làm sao cho mình không hối hận. Mình đã hối hận nhiều rồi, đã làm sai nhiều rồi, đã phạm lỗi nhiều rồi. Bây giờ đến cái lúc mà mình thức tỉnh, mình đi theo Phật, mình cố gắng mình làm cái gì đó bù đắp lại cho cuộc đời này, để mà thanh thản trước khi ra đi. Trước khi ra đi làm sao mỉm cười, không buồn khổ, không tiếc nuối, không có hối hận gì nữa cả. Mình không hối hận vì mình sinh ra làm người, mình lại sống khổ đau nữa. Không hối hận vì những điều mình làm ác, bởi vì mình đã sửa rồi, mình đã niệm Phật, mình đã quay đầu về bờ rồi. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng chúng ta sống không những thế, chúng ta còn phải nghĩ cho người khác. Người sống mà chỉ nghĩ cho mình ích kỷ, người sống mà chỉ nghĩ cho mình ích kỷ. Nghĩ cho mình thì cũng phải lợi mình, cũng phải lợi người. Cho nên lợi mình, lợi người, cuộc sống luôn hòa đàm, luôn luôn tìm cách hòa giải, hóa giải hận thù. Đó là cuộc sống của gì? Lợi mình, lợi người. Trưởng lão Thích Thông Lạc của hãy sống lợi mình, lợi người. Luôn tìm cách hóa giải hận thù, luôn tìm cách hòa đàm, luôn tìm cách xây dựng một cuộc sống bình an. Đó là lợi mình, lợi người. Đó là Phật giáo, đó là văn hóa, đó là truyền thống văn hóa Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy dạo này xã hội từ trẻ con người lớn chửi nhau trên mạng te tua, rồi là suốt ngày xâm phạm đến cái quyền lợi ích riêng tư của nhau, suốt ngày xâm phạm, xúc phạm lẫn nhau, rồi suốt ngày kiện tụng lẫn nhau. Chúng ta đang có dấu hiệu của một xã hội lệch chuẩn. Chúng ta cần phải, không riêng gì nhà nước, không riêng gì ngành giáo dục, mà ngay cả người dân chúng ta, nếu những ai yêu mến tổ quốc mình, yêu mến dân tộc mình, là con người có lý tưởng sống, thanh niên hay người già, chúng ta phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Để chúng ta một cái sức góp sức rất nhỏ của chúng ta thôi, nó cũng góp phần làm thay đổi xã hội, góp phần làm thay đổi cuộc sống này. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta không làm được gì. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Mỗi người một chân một tay, mỗi người một chút ý thức đạo đức, mỗi người một chút rèn giũa bản thân, mỗi người một chút nhẫn nhịn, mỗi người một chút hy sinh, chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu. Cho nên tại sao bảo sao trong sóng gió khó khăn thế, thầy trò làng tu càng thương nhau hơn.
đấy mới là đạo đức làm người, đấy mới là nhân bản. Thầy trò càng động viên càng sống càng càng thấy nhân nghĩa hơn, càng vững vàng hơn. Cho nên đã xác định sống thôi chết bỏ thì phải sống cho nó ra hồn. Anh em thế sống nhau nó tử tế, bạn bè nó phải sống nhau cho nó nhân đức, con người phải sống với nhau cho nó cao thượng, đừng tranh tụng. Nếu tất cả mọi người đều theo Đức Phật, đều theo Phật giáo, xin thưa với các bạn, có người hỏi thầy Pháp Lưu là nếu tất cả đều tu ông Phật, đều tu theo ông Phật thì xã hội nó sẽ thế nào? Thầy Pháp Lưu bảo quá ngon luôn. Nếu tất cả xã hội này đều học ông Phật, tu theo ông Phật ấy, thứ nhất đấy là chẳng có gia đình nhà nào khổ bất hòa. Rồi thứ hai, tòa án thất nghiệp. Thứ ba, có ai tranh chấp mà ra tòa? Công an thất nghiệp, có ai làm ác đâu, đúng không? Cuộc sống an lạc, thân tâm mạnh khỏe, bệnh viện bớt bóng người, đúng không? Môi trường được gìn giữ, không bị hủy hoại, đời sống tôn trọng sự sống môi trường, cây cối xanh tươi, muôn loài reo vui, sông ngòi không ô nhiễm, tất cả thứ mọi người ta yêu cuộc sống, người ta gìn giữ sự sống muôn loài, đạo đức hiếu sinh. Thế rồi những cái tai nạn nó giảm thiểu đi, cuộc sống nó an lành hơn, thiên tai ít hơn. Có mà nếu mà thế thành thiên đàng hết, thiên đàng cực lạc ở thế gian, tốt quá chứ, quá ngon đấy chứ. Sao mà bảo thắc mắc, không biết mọi người tu hết theo ông Phật thì thế gian này nó thế nào, thế gian này nó sẽ như thế. Cây cối xanh mát bốn mùa, hoa cải trái chữ chịt, con người sống an lành. Chúng ta thấy một cái câu của các cụ nhà mình thấy nó còn giá trị như thế, huống hồ là một tá kinh Phật dạy. Mai chúng ta nhắc câu vô phúc đáo tụng đình, hết sức tìm mọi cách hòa giải, hòa đàm, luôn sống hòa đàm, hòa giải mọi tranh chấp. Chúng ta tránh hết sức là cái chuyện tranh chấp, tránh hết sức đối đầu, tránh hết sức. Nhà nước không, người dân không đối đầu với nhà nước, không tranh chấp, không nhà nước thì thương nhân dân. Anh em thương nhau, rồi tất cả chúng ta phải học cái điều nhân nghĩa đấy. Cho nên không tranh chấp, không đối đầu bạo lực. Chúng ta sống như vậy, sống không bạo lực. Những người sống bạo lực là những người tâm còn ác. Cho nên chúng ta sống nhân nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta ở trong xã hội, chúng ta có mấy cái tư tưởng, đó là tư tưởng đức trị, là tư tưởng của Phật giáo, tư tưởng pháp trị, pháp trị tư tưởng của thời của Trung Quốc sang, thương ưởng quan trọng, Hàn Phi Tử, tư tưởng pháp trị, pháp gia mà, tư tưởng nho gia nó cũng ảnh hưởng đến Việt Nam chúng ta, và tư tưởng đức trị, tư tưởng Phật giáo lấy đức làm đầu. Chúng ta biết vận dụng khéo léo đưa vào đời sống xã hội, chúng ta sẽ xây dựng một xã hội hưng thịnh. Xây dựng một xã hội hưng thịnh, như vậy thì chúng ta sẽ xây dựng một nền tảng xã hội vững chắc. Chúc các bạn sống có phúc, đừng sống vô phúc. Buổi tối hôm nay chúng ta xin kết thúc ở đây. Chúc mọi người một buổi tối an lành. Lâu lắm rồi thầy Pháp Lưu mới lên chia sẻ cùng mọi người, vì đợt này sóng gió nhiều quá,
cũng căng mình ra che chở cho các học trò, rồi giúp đỡ mọi người, rồi cũng ngày đêm rồi cũng vất vả giúp đỡ mọi người, rồi chống chịu mọi sự gian nan, để cùng nhau giúp đỡ mọi người để hoàn thành cái việc lành của mình, của mọi người. Cho nên lâu lắm rồi cũng không có thời gian mà lên nữa, vì thời gian là dành cho những cái việc làm thiết thực. Chúc mọi người một buổi tối an vui. Chúng ta sẽ từ bỏ thù hận, chúng ta sẽ nguyện từ bỏ thù hận, từ bỏ tranh chấp.